các bạn đến với laptop shutterstock.com. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những mẫu laptop rất được nhiều người quan tâm trong năm nay. Chúng ta đang có mặt tại cửa hàng của hệ thống laptop Shutterstock. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo một trong những phiên bản rất là mới của hãng Dell với tên gọi là Inspiron 14 7400. Có thể nói rằng năm nay Dell cho ra mắt hàng loạt các mẫu sản phẩm rất ấn tượng, rất đẹp hơn hẳn các cái phiên bản trước đây. Họ tạo ra những cái màu sắc sáng, màu đa phần là màu bạc nhiều hơn, nó dễ chịu, nhìn cái màu nó rất là công nghệ. Và cái laptop như thế này xứng đáng để chúng ta có thể trang bị cho mình cho một cái đoạn đường công việc online, học hành khá là hợp lý. Ở đây chúng ta thấy rằng một cái mặt cabo này được thiết kế bằng nhôm với cái kim loại viền cho cái logo rất là sang. Và đặc biệt cái điểm nhấn quan trọng trong năm nay, chúng ta có thể thấy rằng cái khung phía sau, mặt sau thì họ áp luôn một cái những thanh này cũng là kim loại nhé. Nó sẽ tạo ra những cái đường chúng ta cảm giác đang cầm một cuốn tập, đúng hơn trên tay nó cầm cuốn sổ, rất là dễ chịu, không có bị gá vào cái phần hai cái sóng trước đây nữa. Nó tạo ra một cái sự sang trọng khi chúng ta đặt xuống, chúng ta thấy không, nó mỹ miều vô cùng. Và cái đường viền xung quanh nó có mạ thêm kim loại nữa, nó giúp chúng ta có được một cảm giác rất là đã. Tầm từ 23-25 triệu thì chúng ta có thể chọn một chiếc laptop hàng đầu của hãng Dell cho ra mắt trong năm nay như thế này. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chiếc laptop này nó có một cái form màn hình khá là hoàn hảo, 14 inch tiêu chuẩn. Và đặc biệt năm nay họ cải thiện những cái đường nét, những cái viền khung trắng tinh luôn. Thay vì đa phần các cái hãng sẽ là màu đen thì năm nay họ đi làm màu trắng, nhưng mà nhìn rất là đẹp, nó nhìn có duyên vô cùng, nó sang, nó lạ lắm. Đó là điểm khác biệt ha. Ngoài ra thì ở cái camera là có một sự bảo mật, tắt và mở camera, đây là điều quan trọng. Những năm nay rất thường xuyên dễ bị hack những cái camera, cho nên là các cái hãng lớn đều trang bị thêm cái này dành cho những cái mẫu sản phẩm rất là giá trị của họ. Ở đây thì chúng ta thấy rằng một bộ bàn phím tiêu chuẩn của hãng Dell là những khoang hở lớn, êm, mềm mại. Và đặc biệt chiếc laptop này nó bảo mật rất là quan trọng, cho nên họ dùng một chạm cho cái nút power kim là bảo mật vân tay. Nghĩa là chỉ có chúng ta có vân tay thì chúng ta mới ấn vào, thì nó giống như iPhone chúng ta đó. Thì họ sử dụng chung cho một nút power luôn, chứ không có sử dụng riêng. Từ ngày xưa họ sử dụng nút power riêng và nút cái bảo mật vân tay riêng. Để dùng này họ cải tiến hơn. Dãy loa nằm trực tiếp bên trên đây cũng khá là hay. Trackpad thì rất là rộng rãi, to, nơi để tay chuột thoải mái để chúng ta có thể gõ văn bản. Inspiron và Vostro là hai phiên bản rất được ưa chuộng tại các thị trường Đông Nam Á, châu Á chúng ta, phổ biến cho cá nhân sử dụng. Những cái tính năng giải trí họ ưu việt hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau phân tích kỹ hơn về chiếc laptop này. Mặt trước chúng ta thấy không, rất là mỏng. Từ phía bên tay trái tôi, chúng ta sẽ nhìn thấy đang khung bản lề được kết cấu mặt cabo A sẽ đẩy mặt cabo B lên trên, giúp cho khoảng hở này tí xíu khi nó tạo ra cái độ, khi mà tản nhiệt á, nó tản nhiệt ra rất là dễ dàng. Và trong chiếc laptop nó khít hơn, nó không có khoảng hở như ngày xưa nữa, rất là hay. Ở đây thì chúng ta thấy là có một cái đuôi sạc, một HDMI, một cổng USB, một cổng USB-C, có thể kim sạc luôn ra máy ra bên ngoài được nhé. Mặt trước vô cùng những được tinh xảo, những cái đường viền kim loại bóng rất là sang, nó làm cho cái độ óng ánh của chiếc laptop. Chiếc laptop này được hãng quảng cáo là thiên về độ nhẹ, nhẹ như một sợi lông theo cái dạng ultralight đó, nó nghĩa là chúng ta cảm giác mà đúng thật là nhẹ thật, cầm thấy nhẹ bông. Rồi từ phía bên phải chúng ta thấy là một cái khe micro SD nhỏ gọn dễ thương. Rồi một cổng micro và headphone, thêm một cổng USB nữa. Mặt sau với dòng chữ Inspiron và hai dãy tản nhiệt. Chúng ta thấy không, cái mặt cái khu này bọc lại hết luôn cả mặt A và mặt B, cho chúng ta thấy một cảm giác rất là đẹp. Nói rằng là ngày càng đẹp hơn,
là đúng. Ngày nay không máy laptop, máy tính nó không chỉ đơn giản là phục vụ công việc mà nó phải đẹp, nó nhìn nó óng ánh, nó như thế mới lấy tiền được chúng ta đúng không? Xứng đáng để chúng ta có thể chọn một chiếc laptop đứng đầu thế giới như thế này, đến từ một cái hãng đứng đầu thế giới luôn. Chúng ta thử xem về cấu hình. Với option Core i7, chiếc laptop này là chiếc laptop có cái option CPU có thể gọi là hiện tại là rất là mới nhất nhé, 1165G7, nghĩa là thế hệ thứ 11, 2GB 8 CPU. Trong máy đang sử dụng RAM đến 16GB dòng DDR4 mới nhất. Với ổ cứng dòng máy này là dòng ổ cứng M2 SATA, có nghĩa là dòng SSD mới nhất. Dòng ổ cứng này rất đắt tiền mà lên đến 512GB. Và đặc biệt thì máy trang bị thêm cái màn hình hơn cả Full HD, có nghĩa là màn hình 2K gọi là QHD đó, để chúng ta có thể thỏa mãn tất cả những cái bộ phim. Display thì ở đây chúng ta thấy rằng cặp màn hình thì họ sử dụng cặp màn hình onboard là Iris Xe Graphic. Cặp màn này nó giống như cặp màn hình onboard bình thường thôi, nó khá là ổn để chúng ta có thể thoải mái. Tuy nhiên rằng dù rằng là cặp màn hình onboard nhưng với cái cấu hình như thế này chúng ta vẫn có thể cài các ứng dụng đồ họa 2D, Photoshop, AutoCAD rất là thoải mái để chúng ta có thể sử dụng. Về độ bền thì chúng ta đều biết rõ rằng Inspiron và Vectro rất là nổi tiếng, họ được ưa chuộng trên thế giới rất là nhiều vì những gì mà bao nhiêu năm nay những hai phiên bản trên đã ra mắt rồi. Tôi cũng không cần phải nói thêm về chất lượng hoàn hảo của chiếc laptop này, dù rằng chiếc laptop này là rất là mới, chưa xài thì làm sao mà đánh giá được. Chúng ta dựa trên những quá khứ trước, chúng ta biết rằng những cái hãng làm được cái này đâu phải là một cái máy, hai cái máy đâu, người ta bán cả toàn cầu, một lần là cả ngàn người sử dụng cho một công ty thôi nha, họ bán khắp tất cả thế giới, cho nên mỗi chi tiết của họ các kỹ sư tính toán rất là kỹ. Trước mặt chúng ta là màn hình QHD 2K. Hãng Dell là một trong những hãng luôn luôn tạo ra những cái chất lượng hình ảnh tôi đánh giá rất là cao. Chúng ta có thể thấy không, màu trắng, màu xanh nó hòa quyện và nó làm ra một cái độ mịn nó rất là dễ chịu. Chúng ta ngồi cả ngày lên máy nó không sao cả. Thường thường thì Dell, HP là những cái thương hiệu mà họ tạo cái độ ánh sáng nó vừa phải, nó trung thực hơn là các cái hãng khác. Khi chúng ta ngồi nhiều cái 4 tiếng, 8 tiếng một ngày mà ngày nào cũng nhìn cái máy tính thế này mà cái ánh sáng nó chói lọi gì chịu đâu có nổi đâu. Ở đây chúng ta cần nó rõ nhưng nó dễ chịu, nó không hại mắt, đó là những cái yếu tố quan trọng. Với màn hình này thì tôi nghĩ rằng bạn sẽ hài lòng khi mà trải nghiệm những cái màu sắc trên những bộ phim. Nhiều khi chúng ta mang máy về nhà chúng ta giải trí cũng được thôi, tốt thôi. Âm thanh của máy chúng ta thấy rằng khá là ổn, nghe cũng khá là hoàn hảo ha. Tăng giảm đây, âm thanh tăng tí xíu và ánh sáng ở đây rồi maximum đó. Trên cái tem này nó có một cái tem gọi là đảm bảo được cái tia TUV, nghĩa là nó đạt được cái chứng nhận mà đảm bảo an toàn cho mắt. Năm nay họ cũng đã dán luôn thẳng mặt trước để chúng ta có thể an tâm rằng là chúng ta sử dụng chiếc laptop nó không có ảnh hưởng quá mức đến hại mắt chúng ta. Và với số tiền bỏ ra nó tầm từ 23-25 triệu thì tôi nghĩ rằng là chúng ta không hề thất vọng đâu. Những cái chiếc laptop đời cao và những cái ứng dụng công nghệ đặc biệt như tôi vừa nói thì có hai cái mà chúng ta quan tâm, có nghĩa là bảo mật vân tay để khi chúng ta mở máy, cái thứ hai là bảo mật camera, là hai yếu tố rất quan trọng. Là họ chỉ trang bị hai cái này cho những dòng laptop cao cấp thôi, những laptop rất đắt tiền đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có được hai điểm này. Điểm thứ ba là cái máy rất là nhẹ, tất cả là đều là họ sử dụng những cái tiêu chuẩn về kim loại. Một số cái thì chúng ta thấy rằng họ sử dụng có pha một số ít kim loại, có pha họ ghép với nhau, một số ít là trên những cái nền tảng là nhựa, một loại nhựa đặc biệt, rồi họ có phủ thêm kim loại lên trên để chống trầy. Điều này chúng ta đừng quan tâm quá. Có những lý do để họ tạo ra là một cái máy tính chuyên hợp kim không, những máy họ tạo ra nhỏ nhựa không, không phải nó hơn thua cho nhiều đâu, do cái tính năng thôi. Có những cái việc người ta cần mang đi mang lại nhiều thì người ta cần máy nhẹ, bắt buộc những cái chất liệu nào nhỏ nhất họ tính toán để họ đưa vào.
có nhiều khiến ta quan trọng quá việc nhất định phải lọc vỏ hộp kim hay là nhất định phải vỏ này vỏ kia, thì tôi nghĩ rằng điều đó nó không đúng lắm. Có những cái mặt A, mặt B họ tạo ra nguyên một khối hợp kim, nhưng mặt trong họ lại làm đơn giản lại để cho nó cân đối với cái số trọng lượng của chiếc laptop. Có thể nói rằng chiếc laptop này cực kỳ đẹp ha, nhìn nó rất là ấn tượng, cầm trên tay nhẹ nhàng, sang, mỏng. Chúng ta sẽ kiểm tra về cái pin mà chính xác về trọng lượng để các bạn nắm thêm. Chiếc laptop này có thời lượng pin là 4 cell, dòng cell mỏng, và trọng lượng của nó vô cùng ấn tượng. Một chiếc laptop 14 inch nặng chỉ đúng 1.1 kg, là so ra là nhẹ hơn những cái dòng mà 12 inch luôn. Nếu mà so ra những cái dòng đấy là không bằng cái dòng này. Với màn hình hiện tại của dòng này là độ phân giải là 2560x1440, sẽ đáp ứng chúng ta, tôi nghĩ rằng ngoài những gì bạn mong đợi đâu. Chúng ta có thể đến tại showroom của chúng tôi để xem rất là nhiều phiên bản mới trong năm nay cho ra mắt của DevPro, Inspiron, XPS, Latitude. Khá nhiều phiên bản đã có mặt tại laptop Style Shop nhé. Luôn luôn bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi mua tất cả sản phẩm tại shop. Khi mua hàng thì bạn sẽ được hỗ trợ bởi các chuyên gia IT hàng đầu của chúng tôi, hỗ trợ trong việc từ khi mua hàng cho đến khi thành thạo trong việc sử dụng, cũng như là hỗ trợ trong việc các khâu kỹ thuật. Và sau này khi hết thời hạn bảo hành thì chúng tôi vẫn có trách nhiệm hỗ trợ giúp đỡ các bạn khi cần thiết nhé. Chúng ta có thể đến trực tiếp tại shop theo địa chỉ 617 đường 3 tháng 2, phường 8, quận 10, Hồ Chí Minh để xem và tham khảo và trải nghiệm các ứng dụng trực tiếp tại nơi này. Chúng ta có thể mua trả góp với lãi suất 0% bằng cách sử dụng thẻ tín dụng. Ngoài ra thì bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tất cả các loại thẻ ngân hàng từ Việt Nam cho đến nước ngoài, ví dụ như Visa hay Master. Nếu như các bạn ở xa hơn mà không có điều kiện đến shop được, vẫn có thể mua hàng online khi các bạn đặt hàng tại website chúng tôi, hoặc là gọi qua hotline của chúng tôi, đó là 090 33 44 188, hoặc là 0908 115 124 để được hỗ trợ tốt nhất. Tôi rất mong được gặp lại bạn vào một ngày không xa. Xin chúc bạn có nhiều sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong tương lai.